Tiến thì đề nghị Thanh hát cái bài Con đường xe em đi. Nhưng mà cái bài đó thì các bạn đang biết là đang hot lắm ở trên mạng và trên văn đàn văn hóa của nước mình. Mà nói thiệt đó là mình cũng không có thuộc hết lời của cái bài đó. Mặc dù cái bài đó là của ông già, nhưng mà bây giờ mình hát thì mình cũng sợ là sở văn hóa đang cấm. Bây giờ Vĩnh chơi cháu không mình. Bình thường đâu có.